Báo cáo quý vị, đồ gỗ Đức Hiền vừa mới lắp xong chiếc giường vào chiều nay 26 tháng 12 2019 là giường hoàng đế bằng gỗ gõ đỏ và với cái kích thước là dày dặn đặc biệt. Đầu tiên là cái đầu cao này nó dày là 10 phân. Chú lấy kích thước chú đo đấy. 10 phân hay hơn 10 phân. Dự kiến làm 10 nhưng có lúc thì còn làm hơn. Đấy. 9 phân rưỡi, gọi là 10 phân. 10 phân cơ đi. Thế còn cái ván mặt là ván liền, dày 2 phân đậu. Ván nằm đây là cũng dày 2 phân đậu. Và khuôn tranh của nó là gần 4 phân. Cái thành giường là 5 phân. Thành giường là dày 5 phân. Và chiều rộng thông thường là 22. Thông riêng chiếc này là đang có cây gỗ to làm luôn 25. Tóm lại là hết sức dày dặn luôn. Và giá của chiếc này là 43 triệu ở tại xưởng đồ gỗ Đức Hiền. Cái giường này chúng tôi đang làm theo đơn đặt hàng của khách hàng ở anh ở Vĩnh Phúc. Và xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo cái số điện thoại trên màn hình đây. 0984666999 hoặc Zalo là 0967666111. Cảm ơn quý vị.